Chào mừng bạn đến với kênh Nhà thuốc Trường Anh, kênh cung cấp thông tin dược phẩm, thực phẩm chức năng, tư vấn sức khỏe của Trường Anh Phan. Nội dung trong video này sẽ tìm hiểu về sản phẩm Tipo. Quý độc giả thân mến, để sử dụng thuốc an toàn và hiệu quả, hãy tuân thủ đúng theo chỉ định từ bác sĩ hoặc tìm hiểu hướng dẫn sử dụng an toàn từ dược sĩ. Không tự ý sử dụng thuốc hoặc sử dụng thuốc bị chống chỉ định, vì điều này có thể gây hại cho sức khỏe. Nếu như bạn quan tâm tới thông tin về Tipo cũng như cách sử dụng sản phẩm, thì hãy theo dõi hết video mà trường anh pham chia sẻ dưới đây. Thành phần của tipo, hoạt chất desloratadine, dạng bào chế, dạng siro, công dụng và chỉ định, điều trị làm giảm các triệu chứng của viêm mũi dị ứng như hắt hơi, ngứa mũi, chảy nước mũi, chảy nước mắt và đỏ mắt, ngứa họng và hò. Điều trị làm giảm các triệu chứng của mày đay mãn tính. Cách dùng thuốc dùng đường uống. Liều dùng. Trẻ em từ 6 đến 11 tháng tuổi, uống mỗi lần 2ml dùng một lần một ngày. Trẻ từ 1 đến 5 tuổi, uống mỗi lần 2,5ml dùng một lần một ngày. Trẻ từ 6 đến 11 tuổi uống mỗi lần 5ml dùng một lần một ngày. Người lớn và trẻ trên 12 tuổi, uống mỗi lần 10ml dùng một lần một ngày. Với bệnh nhân suy gan hoặc suy thận liều dùng khuyến cáo là 10ml uống cách ngày. Chống chỉ định Người mẫn cảm với thành phần của thuốc Phối hợp với kháng sinh hitamin khác Lưu ý khi sử dụng Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng Thận trọng khi sử dụng để giảm ho, giảm triệu chứng cảm cúm cho trẻ nhỏ dưới 2 tuổi Khi sử dụng tuân thủ đúng theo liều khuyến cáo Thận trọng khi dùng thuốc cho những bệnh nhân có tiền sử động kinh Thuốc thải trừ qua thận dưới dạng chất chuyển hóa còn hoạt tính do đó cần lưu ý giảm liều trên bệnh nhân suy thận, tương tự như ở bệnh nhân suy gan. Tránh uống rượu khi dùng thuốc. Thận trọng khi bệnh nhân bất dung nạp ở đường. Tác dụng phụ rất thường gặp. Đau đầu. Hy vọng, qua những chia sẻ trong video này của Trường Anh Pham sẽ giúp quý bạn đọc hiểu rõ hơn về sản phẩm Tipo, đồng thời biết cách sử dụng Tipo, sao cho đúng và hiệu quả. Nếu có thắc mắc khác, hãy liên hệ tới bác sĩ điều trị để được tư vấn kỹ hơn nhé. Hãy là người tiêu dùng thông thái trong việc sử dụng dược phẩm để đảm bảo sức khỏe của chính bạn và người thân. Cảm ơn bạn đã theo dõi video. Nếu như bạn thấy video hay, có ích và để cập nhật thêm nhiều thông tin về các sản phẩm dược phẩm, mỹ phẩm cũng như các loại thuốc hoặc thực phẩm chức năng khác, vui lòng nhấn đăng ký và theo dõi kênh Nhà thuốc Trường Anh của Trường Anh Pham.